Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục dừng bar, massage, rạp chiếu phim, hàng rong và vé số. Sáng 30 tháng 9, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức buổi họp báo cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố. Tại đây, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Hòa Bình đã công bố chỉ thị của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành về việc kiểm soát, điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 và từng bước phục hồi, phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố. Theo chỉ thị này, từ ngày 1 tháng 10, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục kiểm soát, điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, từng bước nới lỏng giãn cách xã hội theo lộ trình tương ứng với diễn biến tình hình dịch bệnh tại thành phố và kết quả đánh giá mức độ an toàn theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Đáng chú ý, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục tạm dừng các sự kiện văn hóa, nghệ thuật, tôn giáo, tín ngưỡng, meeting, lễ phát động, trừ các trường hợp được cơ quan có thẩm quyền cho phép hoạt động. Thành phố cũng tiếp tục tạm dừng các hoạt động kinh doanh dịch vụ như quán bar, spa, massage, dịch vụ làm đẹp, dịch vụ ăn uống tại chỗ, rạp chiếu phim, vũ trường, karaoke, trò chơi điện tử. Hoạt động bán hàng rong, vé số dạo cũng chưa được Thành phố Hồ Chí Minh cho phép hoạt động lại. Ngoài ra, hoạt động của cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ khác không được quy định chi tiết trong danh mục 14 lĩnh vực sản xuất kinh doanh dịch vụ cho phép mở cửa của chỉ thị cũng sẽ không được hoạt động. Theo ông Lê Hòa Bình, chỉ thị mới này hướng đến việc đưa sinh hoạt của người dân bước sang trạng thái bình thường mới. Chúng ta mở cửa hoạt động nhưng ưu tiên phát triển kinh tế, khôi phục sản xuất, đảm bảo không đứt chuỗi hoạt động, đưa sinh hoạt của người dân từng bước sang bình thường mới, ông Bình nói. Ông Bình cũng cho biết, tinh thần không phải ngay sau 30 tháng 9, trên toàn địa bàn thành phố tất cả hoạt động được ồ ạt mở cửa, mà phải thận trọng từng bước, có lộ trình để đảm bảo an toàn, sức khỏe của người dân là trên hết. Người dân không được ra đường số lượng lớn ngay một lúc mà phải tính toán, ông Bình cho biết.